棒。Hi bye. Hi bye. Surprise nha. Biết đôi giải cứu. Xin chào, biết đôi cứu hộ đây. Chúng mình luôn sẵn sàng bất cứ đâu. Thông minh đi nhanh luôn mọi lúc. Cần thì cứ gọi ngay. Biết đôi siêu giải cứu. Chúng mình tới đây. Bắt trộm thì gọi ngay cho tôi. Xe cảnh sát. Cháy nhà thì gọi ngay cho tôi. Xe cứu hỏa. Nếu bạn bị thương hay nhớ. Xe cứu thương. Cứu giúp trên bầu trời, hãy gọi trực thăng. Chúng mình biết đổi xe giải cứu. Cứu giúp mọi người. X cứu giúp mọi người khỏi hiểm nguy. Thêm sức mạnh. Khi mình chung sức chung lòng, tất cả đều được giải quyết. 1, 2, 3. Đã có biết đổi của chúng mình. Thị trấn xe Ping Phong. Hôm nay chúng ta nên đi đâu nhỉ? Đi thôi. Hãy gọi cho tụi mình khi bạn cần giúp đỡ. Chúng tôi là biệt đội siêu cấp Ping Phong, biệt đội siêu giải cứu. Hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ? Có một đám cháy trong thị trấn của tôi. Biệt đội siêu giải cứu Ping Phong, giúp chơi. Ôi không, chúng ta cần dập tắt đám cháy ngay. Mình nên đi với ai đây? Xe cảnh sát hả? Hay xe cứu thương? Xe cứu hỏa? Cậu có thể gọi mình khi xảy ra đám cháy. Chúng ta là biệt đội siêu cấp, biệt đội siêu giải cứu. Nhanh lên, chúng ta phải dập đám cháy. Được rồi, hãy phun nước trước khi nó lan rộng ra. Lửa đằng kia kìa. Ôi không, có một chú mèo trên cây. Hãy cứu bé mèo ngay. Nhưng mà đỉnh núi kia cao quá. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Mình biết rồi. Mình sẽ làm cho cậu to lên. Hỏi hỏi hiện phong. Wow, xe mình to chưa nè. Cảm ơn Ping Phong. Nước đã đến.
chúng ta làm được rồi, làm được rồi. Thật là nhẹ nhõm, cậu làm tốt lắm Ping Pong. Chúng ta là biệt đội siêu cấp, biệt đội siêu giải cứu Ping Pong. Cảm ơn xe cứu hỏa. Ồ, có một trường hợp khẩn cấp khác. Bạn của mình bị thương khi đang chơi ở trong sân, làm ơn giúp với. Ôi không, cuốn con đang bị thương, hãy mau đưa cậu ấy đến bệnh viện nào. Ai sẽ đi với mình đây? Xe cảnh sát hả? Hay xe cứu hỏa? Xe cứu thương? Hay lắm, hãy nhanh đi giúp các bạn của chúng ta nào. Chúng ta là biệt đội siêu cấp, biệt đội siêu giải cứu Ping Pong. Mình cố chạy nhanh hơn bạn mình và mình ngã. Ping Pong, hãy đưa cún con lên xe. Hãy dùng ống nghe để biết cún con đang bị đâu ở đâu. Cậu hãy để đó cho mình. Hỏi hỏi Ping Pong. Bụng và tay của cún con bị đau. Được rồi, hãy tiêm cho cún con và băng bó lại. Nhờ có bạn mà mình cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn biệt đội siêu giải cứu Ping Pong. Tất nhiên rồi, mình rất vui khi thấy cậu khỏe lại cún con. Cố gắng cẩn thận khi chơi ở ngoài trời nhé. Được rồi, mình hứa. Chúng ta là biệt đội siêu cấp, biệt đội siêu giải cứu Ping Pong. Mình rất vui vì chúng ta có thể giúp được bạn bè của mình. Chúng ta bảo vệ bạn bè mình. Chúng ta là biệt đội siêu cấp, biệt đội siêu giải cứu Ping Pong.
cùng xe con bum bum rum rum, cùng xe con bum bum rum rum, cùng xe con. Mẹ xe đây bum bum rum rum, mẹ xe đây bum bum rum rum, mẹ xe đây bum bum rum rum, mẹ xe đây. Cùng xe ba bum bum rum rum, cùng xe ba bum bum rum rum, cùng xe ba bum bum rum rum, cùng xe ba. Ba xe đây bum bum rum rum, ba xe đây bum bum rum rum, ba xe đây bum bum rum rum, ba xe đây. Cùng xe ông bum bum rum rum, cùng xe ông bum bum rum rum, cùng xe ông bum bum rum rum, cùng xe ông. Cùng chạy đua nào mình cùng chạy nào, cùng chạy đua nào mình cùng chạy nào, cùng chạy đua nào mình cùng chạy nào, nhanh lên nào. Là xe tải zoom 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 zoom, là xe tải zoom 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 zoom, là xe tải zoom 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 zoom, nhanh lên nào. Thật là may không sao không sao đâu, thật là may không sao không sao đâu, thật là may không sao không sao đâu, thật là may. Thật là vui bum bum rum rum, thật là vui bum bum rum rum, thật là vui bum bum rum rum, thật là vui. Chúng ta có một tình huống. Là bạn. Yêu yêu tốt ghê là cảnh sát cá mập. Yêu yêu là cảnh sát can đảm, giúp bạn tớ nào có thể không? Ô, anh ấy bị mắc kẹt. Đừng lo lắng bạn ơi. Xe ping pong. Hôm nay chúng ta nên đi đâu nhỉ? Đi thôi. Xe kem của ping pong. Mình chán quá, chán quá. Có gì vui để làm không nhỉ? Đúng rồi, mình sẽ biến chiếc xe tải của mình thành một chiếc xe kem đầy màu sắc. Và mình sẽ đi khắp thị trấn để bán kem. Các bạn cảm thấy như thế nào? Bạn có muốn trang trí chiếc xe cùng mình không? Mình nên đi thôi. Kem đây. Đến và thưởng thức kem của bạn nè. 1, 2, 3, 4. Trời nóng quá. Có cái gì mát mát để cho chúng ta hạ nhiệt không vậy? Lạnh tới đây. Kem ngon ngọt mát lạnh tới đây. Cái gì? Kem sao? Khoan, đợi mình với. Xin chào. Đây là xe bán kem của Ping Phong. Các cậu hãy nhìn thực đơn và chọn kem đi nào. Cậu thích loại kem nào? Hãy chọn đi. Món kem yêu thích của mình là kem sô-cô-la. Được rồi, mình đã ghi nhận món của bạn.
Có ngay đây. Nó đơn điệu quá. Mình nghĩ nó còn thiếu cái gì đó. À, đúng rồi. Có một nơi bí mật làm cho kim ngon hơn. Hãy nhanh đến nơi đó xem nào. Hội bội biển phong. Ta-da! Nơi đây chính là một nhà máy kem bí ẩn. Đây là nhà máy kem duy nhất trên thế giới làm cho kem ngon hơn rất nhiều. Làm sao để nhà máy này hoạt động đây? Wow, bánh sô-cô-la ngon quá. Quay, quay. Ô, có thêm một chút nữa. Một chút nữa. Wow. Giờ thì kem sô-cô-la đã ngon hơn rất nhiều rồi. Wow, đó là kem sô-cô-la. Nhìn nó thật là ngon quá đi. Mình mong là cậu sẽ bán thật nhiều kem bình phong. Xin cảm ơn. Lần sau nhớ ghé lại nha. Ơ, chào xe trộn. Cậu thích ăn loại kem nào nè? Dâu hay là chanh hay là sữa, mình thích tất cả. Hãy thử với kem hạt đầy màu sắc. Nó được trộn với nhiều hương vị. Kem hạt đầy màu sắc sao? Nghe hay đó. Mình lấy một cây ping pong. Một que kem hạt đầy màu sắc. Quá trình tạo kem hoàn tất. Hay là chúng ta làm cho món kem này ngon hơn nhé. Lần này mình sẽ làm món kem hạt trở nên ngọt ngào và mát lạnh hơn. Rất bông tuyết lên kem kìa. Cái này có vị như kẹo bông vậy. Như vậy nè. Hãy cho một ít hạt tươi mát lên kem. Ta-da! Kem hạt đầy màu sắc đã hoàn thành. Mình muốn ăn nó quá. Kem của bạn đã sẵn sàng. Chúc ngon miệng. Wow! Nó ngon quá đi. Wow, thật là ngon quá bình phong. Lần sau quay lại nha. Ồ, là máy xúc. Làm cái gì mà lâu quá vậy bình phong? Nóng như vậy mình không nghĩ một cái kem là đủ đâu. Xin lỗi. Cậu hãy đi chọn kem của mình đi. Mình muốn cái này, cái kia và cái kia nữa. Mình sẽ ăn hết tất cả luôn. Dâu, chanh, bánh quy, sữa. Chờ một chút. Nhanh lên. Làm gì mà lâu quá, mình không thể chờ được. Ôi không, cái muỗng bị gãy rồi. Mình phải làm gì đây? Này, có chuyện gì vậy? Kem của mình đâu? Nhanh lên nào. Chờ một chút xíu. Thôi được. Hay lắm, xem đây. Máy xúc sẽ giúp cậu. Xem đây. Cái này và cái này. Cái kia. Cái đó. Mình sẽ ăn hết luôn. Thật là nhẹ nhõm. Nhưng làm thế nào để mình xếp tất cả thứ này lên? À, đúng rồi.
có một nơi bí mật trong nhà máy kem. Chúng ta hãy đến đó nào. Hội phối Bình Phong. Mình nếm thử được không? Nó lạnh đến mức răng của mình ngứa rần rần luôn nè. Ngon quá đi, ngon quá. Ôi máy xúc, có chuyện gì vậy? Nhà vệ sinh. Hả? Máy xúc bị đau bụng vì ăn quá nhiều kem. Bạn có thấy điều đó không, bạn thân yêu? Dù nóng hay đói đến đâu, bạn cũng không nên ăn quá nhiều kem. Lần sau quay lại lấy thêm kem nhé. Tạm biệt. Mau đến nhanh nào, hỡi bạn sẽ cứu hỏa. Mau đến nhanh nha, hỡi bạn sẽ cứu hỏa. Băng qua đường xa bạn đến, đến với những ai cần giúp. Nhanh lên là sẽ cứu hỏa. Cho qua, cho qua, bạn ấy đang vội. Làm ơn cho tôi qua là sẽ cứu hỏa. Đến cứu giúp mọi người. Cao lên, cao lên, hàng đã lên rồi. Cao hơn, giải cứu mọi người. Nhanh lên, hàng đến nơi rồi. Cứu giúp hết mọi người. Nhanh lên, phun nước lên nào. Nhanh hơn, dập tắt lửa nào. Nhanh lên, sẽ rất nhanh mà. Giải cứu hết mọi người, hoan hô người bạn anh dũng. Mau đến nhanh nào, hỡi bạn sẽ cứu hỏa. Mau đến nhanh nha, hỡi bạn sẽ cứu hỏa. Đi thật nhanh đường xa bạn đến, đến với những ai còn giữ. Sẽ cứu hỏa đến ngay đây. Thị trấn xe Bình Phong. Hôm nay chúng ta nên đi đâu nhỉ? Đi thôi. Cần giúp đỡ. Chúng tôi là biệt đội siêu cấp Bình Phong, biệt đội siêu giải cứu.
hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ? Hình như có một trường hợp khẩn cấp khác. Mình có nên đi với xe cứu hỏa không? Mình không giỏi bắt trộm cho lắm. Vậy mình có nên đi với xe cứu thương không? Mình cần phải chăm sóc người bệnh. Mình có nên đi với xe cảnh sát không? Mình sẽ bắt những tên trộm. Lên đường thôi, Ping Phong. Chúng ta là biệt đội siêu cấp, biệt đội siêu giải cứu Ping Phong. Mình chắc là những tên trộm đang trốn ở đây. Cậu nói đúng, hãy bắt những tên trộm và đưa chúng vào nhà giam nào. Bọn chúng chắc ở quanh đây thôi. Đáng ra mình có thể chạy trốn được. Mình chắc là chúng chỉ ở quanh đây thôi. Tôi không muốn vô trại giam. Chúng ta phải bắt tên trộm cuối cùng. Đừng hèn nhát nữa, hãy ra đây đi. Tìm thấy rồi. Tiền của tôi. Thả chúng tôi ra. Thông báo khẩn cấp, thông báo khẩn cấp. Hey!
đừng khóc, về nhà nào. Xấu xa phải bị trừng trị. Đúng vậy, dù các anh trốn ở đâu, chúng ta cũng sẽ tìm ra. Chúng ta là biệt đội siêu cấp, biệt đội siêu giải cứu Bình Phong. Các bạn thật tuyệt vời, biệt đội siêu giải cứu Bình Phong. Tụi mình đã được an toàn, cảm ơn bạn. Hãy tiếp tục giữ bình yên cho thị trấn. Chúng ta bảo vệ bạn bè mình. Chúng ta là biệt đội siêu cấp, biệt đội siêu giải cứu Bình Phong. Biệt đội giải cứu. Xin chào, biệt đội cứu hộ đây. Chúng mình luôn sẵn sàng bất cứ đâu. Hồng mình đi nhanh luôn mọi lúc. Cần thì cứ gọi ngay. Biệt đội siêu giải cứu. Chúng mình tới đây. Yeah. Có gì thì gọi ngay cho tôi. Xe cảnh sát. Cháy nhà thì gọi ngay cho tôi. Xe cứu hỏa. Nếu bạn bị thương hay nhớ. Xe cứu thương. Chúng mình biệt đội xe giải cứu. Cứu giúp mọi người. Cứu giúp mọi người khỏi hiểm nguy. Thêm sức mạnh. Khi mình cùng chung sức chung lòng, tất cả đều được giải quyết. 1, 2, 3. Đã có biệt đội của chúng mình. Biệt đội giải cứu. Con ơi, mang giỏ này đến nhà ngoại nhé. Vâng, thưa mẹ. Kìa xe la la nhanh chia bánh xoay vòng, bánh xoay vòng, bánh xoay vòng. Kìa xe la la nhanh chia bánh xoay vòng khắp vùng đại dương. Vài con cua rong rêu bước tới bước lui, bước tới rồi tới bước lui. Vài con cua rong rêu bước tới bước lui khắp vùng đại dương. Chúng đã sợ quá đi. Vài con lươn đang bơi theo chớp mắt hoài, chớp mắt hoài, chớp mắt hoài. Vài con lươn đang bơi theo chớp mắt hoài khắp vùng đại dương. Hò heo kia hàm ăn đang bám theo mình, bám theo mình, bám theo mình. Hò heo kia hàm ăn đang bám theo mình khắp vùng đại dương. Ngồi yên trong xe tôi không lo ra ngoài, lo ra ngoài, lo ra ngoài. Ngồi yên trong xe tôi không lo ra ngoài. Ôi thật sợ ghê. Ôi cháu gái của bà, đến đây nào. Daddy shark, doo 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 doo. Daddy shark, doo 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 doo. Daddy shark. Grandma shark, doo 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 doo. Grandma shark, doo 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 doo. Grandma shark, doo 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 doo. Grandma shark.
Grandpa Shark doo 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 doo. Grandpa Shark doo 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 doo. Grandpa Shark doo 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 doo. Grandpa Shark. Let's go hunt doo 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 doo. Let's go hunt doo 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 doo. Let's go hunt doo 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 doo. Let's go hunt. Run away doo 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 doo. Run away doo 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 doo. Run away doo 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 doo. Run away. Thị trấn xe Ping Phong. Cùng rửa xe với Ping Phong nào. Xin chào các bạn. Chào mừng đến với trạm rửa xe của Ping Phong. Hãy để mình giới thiệu cho bạn trạm rửa xe siêu ngầu của mình. Khi các chiếc xe đến để rửa, chúng sẽ được sát bằng bong bóng xà phòng ở đây. Bong bóng, bong bóng. Sau đó, chúng được rửa bằng nước mát, xả nước. Cuối cùng, một khi chúng khô, quá trình rửa xe sẽ hoàn tất. Mình tự hỏi ai sẽ đến với trạm rửa xe hôm nay. Ping Phong. Hả? Ping Phong giúp mình với. Mấy Súc, có chuyện gì vậy? À, chuyện là... Hí hồ. Hả? Sao lại có một tảng đá ở đây? Hí hồ. Wow, chuyện gì đang xảy ra vậy? Có quá nhiều bùn dính trên người mình và mình không thể di chuyển. Làm ơn giúp mình với. Ôi không, mình sẽ giúp bạn mấy Súc. Bông chì kịp bông, rửa xe bắt đầu. Bây giờ hãy chà sát với một cái bàn chải để tạo bong bóng. Nào tạo bọt cùng với mình ngay bên đây, nhanh tay lên, la la la, thật là vui. Bay bay lên trên chiếc xe kia, nào tạo bọt cùng với mình, làm nhanh tay, làm việc cùng mình nhé, nhanh nào, làm thôi. Bọt đang làm cho mắt mình rát quá đi. Mình sẽ xả ngay. Đến bước tiếp theo nào. Bước 2. Hãy rửa sạch với nước. Nào rửa sạch cùng với mình ngay bên đây, nhanh tay lên, la la, thật là vui. Bay bay lên trên chiếc xe kia, nào rửa sạch cùng với mình, làm nhanh tay, làm việc cùng mình nhé, nhanh nào, làm thôi. Những bọt bong bóng đã sạch rồi. Giờ thì tới bước cuối cùng. Bước cuối cùng, sấy khô cho cậu. Rồi giờ mình cùng sấy nào, ngay bên đây, nhanh tay lên, la, thật là vui. Khô nhanh trên chiếc xe kia, nào rửa sạch cùng với mình, làm nhanh tay, làm việc cùng mình nhé, nhanh nào, xong rồi. Rửa xe hoàn tất. Sạch và bóng quá đi. Cảm ơn Ping Phong. Tạm biệt mấy Súc nha. Ping Phong. Có mùi gì vậy? Xe cảnh sát, có chuyện gì vậy? Chuyện là gì?
tên trộm đó. Mùi ghê quá. Mình không thể nhìn thấy vì rác che mắt mình và cả những con ruồi phiền phức này nữa. À, được rồi, xe cảnh sát. Bông chì cà bông rửa xe bắt đầu. Hãy chà sát với một cái bàn chải để tạo bong bóng. Nào tạo bọt cùng với mình ngay bên đây, nhanh tay lên, la 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 thật là vui. Bay bay lên trên chiếc xe kia, nào tạo bọt cùng với mình làm nhanh tay. Làm việc cùng mình nhé, nhanh nào làm thôi. Giờ mình có thể thấy được một chút. Hay quá, làm bước tiếp theo nào. Giờ hãy rửa sạch bong bóng với nước. Nào rửa sạch cùng với mình ngay bên đây, nhanh tay lên, la 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 thật là vui. Bay bay lên trên chiếc xe kia, nào rửa sạch cùng với mình làm nhanh tay. Làm việc cùng mình nhé, nhanh nào làm thôi. À, mát mẻ quá. Giờ tới bước cuối cùng, sấy khô cho cậu. Rồi giờ mình cùng sấy nào, ngay bên đây, nhanh tay lên, la 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 thật là vui. Khô khô nhanh trên chiếc xe kia, nào rửa sạch cùng với mình làm nhanh tay. Làm việc cùng mình nhé, nhanh nào, xong rồi. Rửa xe hoàn tất. Mình cảm thấy thật sạch sẽ. Cậu cần phải bắt tên trộm, nhanh lên xe cảnh sát. Cậu nói đúng, cảm ơn Ping Phong. Không có chi. Chúng ta đã rửa xe cảnh sát, giờ mình có nên về nhà không ta? À, chút nữa thì quên chiếc xe Ping Phong đáng yêu của mình. Nhưng nó quá lớn với tiệm rửa xe, không biết có cách nào không ta? Hỏi hỏi Ping Phong. Wow, đúng là tiệm rửa xe tuyệt vời. Hay là chúng ta bôi bẩn nó một chút xíu trước khi rửa xe nhỉ? Mình hãy rửa cho chiếc xe này thật sạch bóng nào. Rửa xe hoàn tất. Bất cứ lúc nào xe bạn bị bẩn, bạn có thể đến với tiệm rửa xe Ping Phong của mình. Hẹn gặp các bạn lần sau. Thank you.
Là khi con banana na na, là khi con banana na na, là khi con banana na na chui to đây. Là mẹ khỉ banana na na, là mẹ khỉ banana na na, là mẹ khỉ banana na na chui to đây. Là khỉ ba banana na na, là khỉ ba banana na na, là khỉ ba banana na na chui to đây. Ba khỉ đây banana na na, ba khỉ đây banana na na, ba khỉ đây banana na na chui to đây. Là khỉ ông banana na na, là khỉ ông banana na na, là khỉ ông banana na na chui to đây. Thật nhiều chui banana na na, thật nhiều chui banana na na, thật nhiều chui banana na na, banana cùng ăn chui banana na na, cùng ăn chui banana na na, cùng ăn chui banana na na, ăn chui nào. Thật là vui banana na na, thật là vui banana na na, thật là vui banana na na, ăn chui nào. Thị trấn xe Ping Phong. Hôm nay chúng ta nên đi đâu nhỉ? Đi thôi. Xe buýt vàng nhút nhát. Chào buổi sáng, xe buýt màu vàng sẽ đưa bạn bè của mình đi chơi hôm nay. Hãy đi thôi. Nào ta mau nhảy lên lăn bánh đi nào. Bánh quay vòng, bánh quay vòng, nào ta mau nhanh lên lăn bánh đi nào. Đi vòng thành phố. Ô, đó là cá mập con. Chào cá mập con. Cá mập con kêu tu 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 tu. Cá mập con kêu tu 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 tu, có phố phường gần xa. Khủng long đỏ Rex, lên xe nào. Khủng long trên xe buýt thì nhảy liên hồi, nhảy liên hồi, nhảy liên hồi. Khủng long trên xe buýt thì nhảy liên hồi, khắp phố phường gần xa. Bạn bè của chúng ta thích xe buýt vàng, và xe buýt vàng cũng thích đi chơi với bạn bè. Nhưng sao bạn dừng lại đột ngột thế, xe buýt vàng? Ôi, mình tưởng mình đã thấy một con quái vật, nhưng đó chỉ là một tảng đá nhỏ thôi. Xin lỗi nha. Xe buýt vàng là anh bạn nhát gan nhất trong thị trấn, hay bị giật mình bởi những điều nhỏ nhặt nhất. Xe buýt vàng à, nếu cậu dễ giật mình như vậy, thì bạn bè ngồi phía sau có thể bị thương đó. Mình biết rồi, mình xin lỗi. Từ bây giờ mình sẽ can đảm và không bị giật mình nữa. Liệu xe buýt vàng có thể lái xe mà không sợ hãi chứ? Hôm nay xe buýt vàng rất vui khi được chở bạn bè qua thị trấn. Ồ, bỗng dưng trời mưa và gió to quá. Chúng ta đang ở đâu vậy? Mình nghĩ chúng ta đã đi hơi xa. Hãy quay lại nào. Xe buýt vàng có vẻ hơi sợ hãi. Bạn xe đang rung, ôi tớ đang sợ, tớ đang sợ, tớ đang sợ. Bạn xe đang rung, ôi tớ đang sợ, suốt quãng đường xa. Mình cần đi qua cây cầu này để trở lại thị trấn. Bạn có ổn không, xe buýt vàng? Cùng nhau đi chậm thôi. Nó cao quá à. Không, mình không làm được.
chậm chậm, chậm chậm, chậm chậm. Xe buýt vàng dũng cảm băng qua cây cầu. Bạn xe đang đi hết sức chậm chạp, rất chậm chạp, rất chậm chạp. Khoan, mình nghĩ cây cầu đang bị lung lay. Mình phải chạy qua nó thật nhanh. Xe buýt vàng bỗng dưng tăng tốc. Bạn xe đi nhanh đi quá nhanh rồi, quá nhanh rồi, quá nhanh rồi. Bạn xe đi nhanh đi quá nhanh rồi, trông hết mặt luôn. À, chạy nhanh quá. Chậm lại chút nào xe buýt vàng ơi. Cứu mình với. Xe buýt vàng lái rất nhanh và pha vào một chiếc xe buýt đang đi ngược chiều. Ô xe đang đi bỗng ngã lăn nhào, ngã lăn nhào, ngã lăn nhào. Ô xe đang đi bỗng ngã lăn nhào, rớt xuống thật là đau. Xe buýt vàng rơi vào bùn dưới gầm cầu. Ồ không, xe buýt vàng giờ bị bẩn rồi. Bạn bè của mình đi đâu mất rồi? Xe buýt vàng, cậu ổn chứ? Sát sống, cứu tôi với. Cứu tôi với, cứu tôi. Cứu với, cứu tôi. Có sát sống ở đây. Hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Xe cảnh sát xuất hiện sau khi nghe thấy những tiếng la hét của xe buýt vàng. Xe buýt vàng có chuyện gì vậy? Xe cảnh sát ơi, có bạn sát sống đang đuổi theo mình, giúp mình với. Sát sống? Chúng không phải là sát sống, đó là bạn của cậu mà. Xe buýt vàng nhằm tất cả những người bạn bị dính bùn của mình là những xác sống. Xe buýt vàng, chính vì cậu mà bọn mình dính bùn cả rồi đó. Phải, mình đã rất sợ khi rơi từ cầu xuống, giờ mình lại nó cục nữa nè. Nếu không phải vì cậu, tụi mình có thể bị thương nặng đó. Mình muốn về nhà. Xe buýt vàng ơi, cậu đang lái xe đưa bạn bè đi chơi nên cần phải an toàn và can đảm. Nếu không, ai cũng có thể bị thương rất nặng. Phải, mình xin lỗi. Mình xin lỗi mọi người. Mình muốn tiếp tục lái xe cùng bạn bè của mình, nhưng mà mình lại cảm thấy rất sợ. Xe buýt vàng đang cảm thấy buồn bã. Bình Phong nhìn thấy điều này và đột nhiên nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Mình có một ý tưởng. Hỏi với Bình Phong. Khi cậu cảm thấy sợ hãi, hãy bật nhạc lên. Sau đó, cậu sẽ có thể lái xe một cách can đảm. Wow, tuyệt vời quá! Cảm ơn Bình Phong. Xin lỗi mọi người, từ nay trở đi, mình sẽ lái xe một cách dũng cảm. Xin lỗi vì đã gây ra phiền hà, xe cảnh sát, mình sẽ không để xảy ra nữa đâu. Hôm nay xe buýt vàng lại vui vẻ lái xe đưa bạn bè đi khắp thành phố. Chào Rex, hôm nay thấy cậu vui quá. Đúng vậy, mình mới mua một đống trái cây ngon. Ồ, trước mặt có một hòn đá nhỏ đó. Không biết là xe buýt vàng có sợ nữa không? Không sao đâu. Mình không còn là một con mèo nhát gan nữa. Thật là nhẹ nhõm. chúng ta hát một bài hát cùng nhau nhé. Vòng quay trên xe kia chúng nó quay tròn, chúng quay tròn, chúng quay tròn. Vòng quay trên xe kia chúng nó quay tròn, khắp phố phường gần xa. Xe
xe buýt vàng thật sự dũng cảm. Đôi khi xe buýt vàng vẫn sẽ có chút sợ hãi, nhưng vẫn hát và lái xe một cách thật dũng cảm cho tất cả bạn bè của mình. Đội cứu hỏa đây, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn? Cứu với, ở đây đang có một đám lửa nhỏ. Huy động lực lượng. Nào nào cùng quẹo phải nè, nào nào cùng cua trái nhanh. Đội xe cứu hỏa chạy băng băng. Đội cứu hỏa đến liền và dập tắt lửa to ngay mà. Nấu bảo hộ, vòi rồng. Có đây. Sẵn sàng đi ngay. Răm rập hu hu, răm rập hu hu, răm rập hu hu, dọc đường học đi. Học tuyệt. Đội cứu hỏa đây, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn? Cứu với, làm ơn cứu bạn cháu với. Huy động lực lượng. Nào nào cùng quẹo phải nè, nào nào cùng cua trái nhanh. Đội xe cứu hỏa chạy băng băng. Đội cứu hỏa đến liền, bạn sẽ thoát hiểm nguy ngay mà. Coi hiểm, thang lớn. Ở đây. Sẵn sàng đi ngay. Răm rập hu hu, răm rập hu hu, răm rập hu hu, dọc đường đi. Nhiệm vụ hoàn thành. Răm rập hu hu, răm rập hu hu, răm rập hu hu, dọc đường đi. Học tuyệt. Chào mừng đến cuộc đua những quái xế. Ai sẽ giành chiến thắng đây? Xin được giới thiệu gia đình quái xế Cá Mập. Cá Mập con là quái xế. Cá Mập con xe quái vật. Cá Mập mẹ Cá Mập mẹ là quái xế. Cá Mập mẹ xe quái vật. Cá Mập ba Cá Mập ba là quái xế. Cá Mập ba xe quái vật. Cá Mập ba Cá Mập ba đâu là quái xế. Cá Mập ba xe quái vật. Cá Mập ông Cá Mập ông là quái xế. Cá Mập ông xe quái vật. Quái vật xe. Quái vật xe. Quái xế Cá Mập.
hai bánh xe nào nâng cấp, lắp phục vào và khởi động nào, chúng tôi sẽ giúp bạn mạnh mẽ hơn. 3, 2, 1 bắt đầu nào. Quay vào xe, quay vào xe, quay vào xe, quay xe cá mập đi nào. Quay vào xe, quay vào xe, quay vào xe. Và người chiến thắng là quay xế cá mập con. Xe buýt cá mập.
bơi cùng xe buýt ca mập, bơi quanh vòng nào, bơi cùng xe buýt ca mập khắp miền đại dương. Đàn ca bè tha bóng nước nè, bóng nước nè, bóng nước nè, đàn ca bè tha bóng nước nè khắp miền đại dương. Đàn xưa bè ôi cứ bơi vòng, cứ bơi vòng, cứ bơi vòng, đàn xưa bè ôi cứ bơi vòng khắp miền đại dương. Sò tai tượng cứ đông mơ nè, đông mơ nè, đông mơ nè, sò tai tượng cứ đông mơ nè khắp miền đại dương. Ôi là cá mập à! Là bè cá mập con chu chu đu đu, chu chu đu đu, chu chu đu đu, là bè cá mập con chu chu đu đu khắp miền đại dương. Là bè cá mập con chu chu đu đu, chu chu đu đu, chu chu đu đu, là bè cá mập con chu chu đu đu khắp miền đại dương. Khắp miền đại dương. Nhanh lên cùng biết đi đến muôn nơi, nhanh lên cùng biết đi thôi. Nhìn xe bông bông vui lăn bánh xoay vòng, xoay rồi xoay, xoay rồi xoay. Nhìn xe bông bông vui lăn bánh xoay vòng qua thật nhiều nơi. Cần gác để làm sạch xe biết xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt. Cần gác để làm sạch xe biết xoẹt xoẹt qua thật nhiều nơi. Nhanh lên cùng biết đi đến muôn nơi, nhanh lên cùng biết đi thôi. Còi xe kêu vang vang nghe bíp 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 bíp. Còi xe kêu vang vang nghe bíp 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 qua thật nhiều nơi. Đèn xi nhan màu vàng đang nháy liên tục, nháy liên tục, nháy liên tục. Đèn xi nhan màu vàng đang nháy liên tục qua thật nhiều nơi. Vì ngôi đường gặp đèn to lắc lư người, lắc lư người, lắc lư người. Vì ngôi đường gặp đèn to lắc lư người qua thật nhiều nơi. Mau lên xe thôi.
Shark doo 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 doo, Daddy Shark doo 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 doo, Daddy Shark. Grandma Shark doo 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 doo, Grandma Shark doo 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 doo, Grandma Shark doo 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 doo, Grandma Shark. Grandpa Shark doo 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 doo, Grandpa Shark doo 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 doo, Grandpa Shark doo 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 doo, Grandpa Shark. Let's go hunt doo 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 doo, Let's go hunt doo 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 doo, Let's go hunt doo 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 doo, Let's go hunt. Run away, do 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 do. Run away, do 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 do. Run away, do 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 do. Run away! Safe at last, do 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 do. Safe at last, do 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 do. Safe at last, do 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 do. Safe at last. It's the end, do 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 do. It's the end, do 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 do. It's the end.
xe buýt màu đỏ ơi, bạn ở đâu? Đỏ hoa hồng, đỏ cherry, đỏ quả táo nè. Có tôi đây, có tôi đây, bạn có khỏe không? Này xe buýt màu xanh ơi, bạn ở đâu? Xanh da trời, xanh đại dương, xanh cá voi xanh. Có tôi đây, có tôi đây, bạn có khỏe không? Này xe buýt màu vàng ơi, bạn ở đâu? Vàng mặt trời, vàng chiếc mũ, vàng như chú vịt con nè. Có tôi đây, có tôi đây, bạn có khỏe không? Này xe buýt màu trắng, bạn ở đâu? Trắng như mây, trắng như sữa, trắng như người tuyết. Có tôi đây, có tôi đây, bạn có khỏe không? Cùng hát vang lên nào! Màu đỏ, xanh, màu vàng và trắng. Ôi những sắc màu ở quanh ta, quanh ta. Đỏ, xanh, vàng và trắng. Ôi những sắc màu thật đẹp xì ha. Này xe buýt màu xanh lá, bạn ở đâu? Xanh như ớt, xanh như lá, xanh như là yêu tinh. Có tôi đây, có tôi đây, bạn có khỏe không? Này xe buýt màu cam ơi, bạn ở đâu? Cam cà rốt, cam bí ngô, cam như màu hoàng hôn. Có tôi đây, có tôi đây, bạn có khỏe không? Này xe buýt màu tím, bạn ở đâu? Tím như nho, tím như váy, tím như những bông hoa nè. Có tôi đây, có tôi đây, bạn có khỏe không? Này xe buýt màu hồng ơi, bạn ở đâu? Hồng như kẹo, hồng bong bóng, hồng như ping pong. Có tôi đây, có tôi đây, cùng đi nào. Xanh lá cam, màu hồng và tím. Ôi những sắc màu ở quanh ta, quanh ta. Xanh lá cam, màu tím và hồng. Ôi những sắc màu thật đẹp xì ha. Ôi những sắc màu thật đẹp. Dài thật dài, chạy thật nhanh và lao vun vút, đi nhanh lên ta du lịch nào. Từng tòa xe gắn chặt vào nhau, lao rất nhanh, tàu hỏa xinh nhanh nè. Chạy thật nhanh mỗi ngày cùng nhau, lao rất nhanh, tàu hỏa xinh nhanh nè. Thật nhanh và lao vun vun, đi nhanh lên nào cùng đi thôi. Nào nhanh lên ta cùng lăn bánh đi nào, lăn vòng nào, lăn vòng nào. Nào nhanh lên ta cùng lăn bánh đi nào, đi vòng thành phố. Mọi người trên xe buýt ngã xuống ngã lên, lên xuống liền. Xuống lên nè, mọi người trên xe buýt ngã xuống ngã lên. Đi
Xin chào, bác sĩ Ping Pong nghe đây. Bác sĩ Ping Pong ơi, những bé xe buýt đang nhảy trên đường kìa. Ôi, đừng nhảy trên đường như thế chứ. Nhìn kìa, năm xe buýt đang nhảy trên đường. Ôi là la. Ôi, coi chừng chung ngày vô đầu. Ôi, mẹ liền gọi bác sĩ và bác sĩ nói rằng đừng có nhảy trên đường như thế chứ. Nhìn kìa, bốn xe buýt đang nhảy trên đường. Ôi, ôi coi chừng chung ngày vô đầu. Ôi, mẹ liền gọi bác sĩ và bác sĩ nói rằng đừng có nhảy trên đường như thế chứ. Nhìn kìa, ba xe buýt đang nhảy trên đường. Yeah. Ôi coi chừng chung ngày vô đầu. Ôi, mẹ liền gọi bác sĩ và bác sĩ nói rằng ôi không, đừng nhảy trên đường như thế chứ. Bác sĩ Ping Pong ơi, những bé xe buýt lại nhảy trên đường nữa rồi. Nhìn kìa, hai xe buýt đang nhảy trên đường. Wow. Ôi coi chừng chúng ngay vô đầu. Ôi, mẹ liền gọi bác sĩ và bác sĩ nói rằng đừng có nhảy trên đường như thế chứ. Còn một bé xe buýt đang nhảy trên đường. Yeah. Ôi coi chừng chúng ngay vô đầu. Ôi, mẹ liền gọi bác sĩ và bác sĩ nói rằng đừng có nhảy trên đường như thế chứ. Đừng có nhảy trên đường như thế chứ. Ôi vừa bọn quá, giúp mình với. Xe cậu ơi. Yeah. Xe cậu ơi. Yeah. Sắp xếp công bán xe cần cậu. Đặt ở đây. Đây. Đặt ở kia. Kia. Ta cùng dọn dẹp thôi. Gọn gàng rồi. Xe rác nè. Hey. Xe rác nè. Hey. Quét sạch hết sàn nhà nhanh thật nhanh. Quét ở đây. Đây. Quét ở kia. Kia. Ta cùng dọn dẹp thôi. Bạn nhanh quá. Xe ôi nè. Yo. Xe ôi nè. Yo. Ôi lên thăm sàn nhà bằng thân hình ta con. Ôi ở đây. Đây. Ôi ở kia. Kia. Ta cùng dọn dẹp thôi. Mọi thứ sạch rồi. Đã tới giờ rửa xe. Đã tới giờ rửa xe. Bỏ thật nhiều phụ trắng nè. Ở đằng này và bên kia. Là thật là vui. Bỏ phụ trắng khắp nơi. Bè và mình và tất cả mọi người nào cùng chung tay làm thật xanh những chiếc xe này. Bắt đầu. Dùng tay lau nè. Lên và xuống. Xoay vòng xoay. Xoay vòng xoay. Nào ngắm lại xem. Thật là sáng. Đẹp khỏi chê. Phụ trắng nè, ở đằng này và bên kia, là thật là vui. Bon phụ trắng khắp nơi, bạn và mình và tất cả mọi người nào cùng chung tay làm thật sạch những chiếc xe này. Bắt đầu. Dùng tay lau nè, lên và xuống, xoay vòng xoay, xoay vòng nào, xoay. Ngắm lại xem, thật là sáng đẹp khỏi chê. Sang xe tải nè. Tăng 2 dịch vụ xe địa hình. Tăng 3 tìm tóc xe buýt để ta đi lên trên đi nào. Tăng 4 xe sang sang sửa xe. Tăng 5 karaoke xe cứu hỏa. Tăng 6 là phòng chim xe cậu. Ta đi lên trên đi nào. Tăng 7 nhà hàng taxi nè. Tăng 8 tìm sách xe cứu thương. Tăng 9 xe thứ bao khách sạn. Ta đi lên trên đi nào. Tòa nhà xe cộ
cùng nhau lên trên nào, ta nhà xe cổ đã đến nơi đây rồi. Giao hàng đây, có ai ở đồn cảnh sát không ạ? Có tôi đây. Đến với tòa nhà xe cổ nè. Nào nhanh lên ta cùng lăn bánh đi nào, lăn vòng nào, lăn vòng nào, nào nhanh lên ta cùng lăn bánh đi nào, đi vòng thành phố. Quả bóng trên xe cứ nổ lấp bập, nổ lấp bập, nổ lấp bập. Quả bóng trên xe cứ nổ lấp bập, đi vòng thành phố. Một chiếc xe thì sẽ thế nào nhỉ? Mình sẽ trở thành xe cảnh sát. Mình sẽ giúp mọi người. Bíp bíp bíp, mình bóp còi sẽ giữ cho bạn an toàn. Trở thành xe cảnh sát. Xe cảnh sát, trở thành xe cảnh sát nè. Bíp bíp bíp, mình bóp còi sẽ giữ cho bạn an toàn. Mình sẽ trở thành xe cần cẩu nè. Mình có thể tự nấu cơm. Nhâm nhâm nhâm, mình có thể nấu cơm nè. Ôi bát cơm ngon tuyệt. Trở thành một xe cần cẩu. Xe cần cẩu. Trở thành xe cần cẩu nè. Nhâm nhâm nhâm, mình có thể nấu cơm nè. Ôi bát cơm ngon tuyệt. Mình sẽ trở thành xe hòa trộn. Mình sẽ làm kem ngon tuyệt. Ta cùng trộn đều, ta làm kem nè. Và gửi đến cho bạn bè. Trở thành xe hòa trộn. Xe hòa trộn. Trở thành xe hòa trộn nè. Ta cùng trộn đều, ta làm kem nè. Gửi đến cho bạn bè. Ra đây xem ngay, chúng tôi là đội xe tải lớn. Máy xúc. Xe ủi. Xe tải trọng. Đi thôi. Có đội xe tải chuyên vác những thứ nặng, công việc khó nhọc luôn sốt sắng. Xe tải xúc. Tôi sốt sắng trong việc đào. Xe tải ủi. Tôi ủi hết đất kia sang bên. Xe tải trộn. Tôi trộn hết các bao xi măng. Và đó chính là đội xe tải lớn. Ra đây xem ngay, chúng tôi là đội xe tải lớn. Xếp bên cần cầu. Xe lô. Đi thôi. Có đội xe tải chuyên vác những thứ nặng, công việc khó nhọc luôn sốt sắng. Xe bên chuyên mang tất cả vật nặng. Nâng lên cao, go, go! Xe lô! Sân bằng tất cả mọi thứ! Và đó chính là đội! Đội xe tải lớn! Ra đây xem ngay, chúng tôi là đội xe tải lớn! Cùng hát zoom mi zoom zoom! Zoom zoom mi zoom zoom! Cùng hát zoom mi zoom zoom zoom! Zoom zoom mi zoom zoom zoom! Chào mọi người, mình là máy bay đây! Bọn mình cùng nhau bay lên bạn nhé. Nào cùng bay lên và bay xuống. Ta bay nhanh băng qua những chân trời. Nào cùng bay lên và bay xuống. Nào cùng bay lên và bay xuống. Nào cùng bay lên và bay xuống. Ta bay nhanh băng qua những chân trời. Chào mọi
mọi người, mình là máy bay đây. Bọn mình cùng nhau bay lên bạn nhé. Bay về trước và bay về sau, ta bay nhanh băng qua những chân trời. Bay về trước và bay về sau, bay về trước và bay về sau, bay về trước và bay về sau, ta bay nhanh băng qua những chân trời. Cùng hát zoom mi zoom zoom, zoom zoom mi zoom zoom. Cùng hát zoom mi zoom zoom zoom, zoom zoom mi zoom zoom zoom. Chào mọi người, mình là máy bay đây. Bọn mình cùng nhau bay lên bạn nhé. Bay sang trái và bay sang phải, ta bay nhanh băng qua những chân trời. Bay sang trái và bay sang phải, bay sang trái và bay sang phải, bay sang trái và bay sang phải, ta bay nhanh băng qua những chân trời. Sa mạc, ôi chạy nhanh thôi à.
vòng quanh thế giới. Chu chu cha cha giao chơi cùng hát la 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 la. Nào mọi người. Chu chu cha cha giao chơi nào cùng đi khắp nơi vòng quanh thế giới. Chu chu cha cha giao chơi cùng hát la 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 suốt. Trên đường rum rum bip bip rum rum bip. Mẹ thì đang đi bơi bip bip bơi trong hồ rum rum bỏ rum rum bỏ. Anh đang trên đường nè đi sợ thu thôi nào rum rum em rum rum. Một nhà xe hạnh phúc big ha. Chị đang trên đường nè bon bon tới trường rum rum ABC rum rum ABC. Con em thấy đi công viên. Nào nhanh lên ta cùng lăn bánh đi nào. Lăn vòng nào, lăn vòng nào. Nào nhanh lên ta cùng lăn bánh đi nào. Đi vòng thành phố. Cần gạt nước trên xe kêu tiếng sột soạt. Tiếng sột soạt, tiếng sột soạt. Cần gạt nước trên xe kêu tiếng sột soạt. Đi vòng thành phố. Kèn xe luôn kêu vang lên bíp 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 bíp. Kèn xe luôn kêu vang lên bíp bíp bíp. Đi vòng thành phố. Cửa trên xe buýt cứ mở đông nè, mở đông nè, mở đông nè. Cửa trên xe buýt cứ mở đông nè. Đi vòng thành phố. Cùng đi rửa xe. Rửa xe la 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 la. Xà bông nhé, xà bông rất là sạch và mềm. Cùng đi rửa xe. Rửa xe la 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 la. Bông bông bay quanh ơi thật xanh và sạch bông nè. Bông 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 bông. Cùng đi rửa xe. Rửa xe la 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 la. Rất thơm ơi thật là thơm. Rất thơm, thơm quá. Cùng đi rửa xe. Rửa xe la 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 la. Bông bông nơ nè và nó là bập mọi nơi ổn nè. La 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 la. Ôi ra rửa xe thật là vui ghê. La 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 la. Nào cùng hát vang lên la la la. Cùng đi rửa xe bạn nhé. La 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 sạch quá đi nào. Hãy cùng đi rửa xe. Này các bạn có thích video của chúng mình không? Đừng quên nhấn đăng ký, subscribe nhé! Hãy tìm Pinpon trên YouTube!